Chào các bạn, trong video này thể theo yêu cầu của một số bạn theo dõi kênh YouTube của mình á, mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách tính toán và thiết kế mạch nguồn hạ áp trực tiếp từ điện nguồn 220V bằng tụ gốm. Thì trong các video trước á, tất cả các đèn LED mà công suất nhỏ như thế này nè, bên trong nó sẽ được thiết kế bằng các phần hạ áp dùng tụ ha. Đó là những cái tụ gốm như thế này. Thông thường nó dùng một con tụ 105G. Ở đây mình nói về cái so sánh giữa mạch nguồn hạ áp dùng tụ gốm và mạch nguồn xung switching. Những cái mạch nguồn xung này á, nó thường sử dụng trong các adapter nè, hoặc là các cục sạc điện thoại. Thứ nhất, mình nói về cái ưu điểm của nó. Những cái mạch này á, nó gọn nhẹ, dễ làm, thiết kế khá đơn giản và ít linh kiện ha, dẫn đến cái chi phí giá thành của cái mạch này khá thấp. Như trong đây nè, linh kiện của nó chỉ gồm một con tụ nè, rồi một số một mấy vài con điện trở và bốn con diode thôi, diode chỉnh lưu ha. Còn đối với cái mạch nguồn xung switching này á, linh kiện nó khá nhiều, như ở đây có con chánh to, một con tạo dao động, một con kích xung này 13003, ngoài ra còn có biến áp xung nè, rồi có con ốc to để hồi tiếp. Và nói chung linh kiện nó khá nhiều hơn so với cái mạch nguồn hạ áp. Thì cái giá thành của cái mạch nguồn này á, nó cao hơn so với mạch nguồn hạ áp ha. Mình nói về nhược điểm á, cái mạch nguồn dùng tụ gốm này á, đây là mạch nguồn không cách ly ha, có nghĩa là cái phần so sánh với cái mạch nguồn switching á, nó sẽ có phần sơ cấp và phần thứ cấp. Sơ cấp á, có nghĩa là phần đầu vào ha, ngõ vào đây nè, nó qua cái cầu diode chỉnh lưu, rồi nó cách ly với bằng cái bông biếp xung. Còn cái mạch này á, là mạch trực tiếp luôn, nên nó dễ bị giật. Cái vấn đề thứ hai á, ở đây là cái cường độ dòng điện của mình nó khá nhỏ và phạm vi ứng dụng của nó không nhiều. Cái điện áp ra nó không phẳng và nó dễ dàng thay đổi thao vin các người điện áp đầu vào á, 220V ha. Thì ứng dụng của cái mạch nguồn hạ áp này á, nó thường trong các mạch công suất nhỏ, chẳng hạn như trong cái đèn LED đúp này nè, rồi trong cái quạt sạc á, hoặc là đơn giản nhất đó là chính là trong những cái vật mũi mà các bạn hay dùng trong gia đình. Thì các bạn tháo cái bo mạch ra thì nó được thiết kế bằng cái mạch nguồn hạ áp dùng tụ gốm mà. Rồi, ở đây mình sẽ nói về công dụng của cái con tụ gốm này. Nó nằm lắp trong mạch đó, thì nó sẽ cho cái dòng điện xoay chiều AC đi qua. Và nó có tính chất cản trở dòng điện giống như một con điện trở ha. Khi dòng điện AC đi qua tụ gốm này á, thì nó sẽ gây sục áp, và nó là sẽ làm giảm cái điện áp, dẫn đến cái điện áp cần lấy nó thấp hơn ha. Mình giả sử trong mạch, đây là cái sơ đồ mạch của một cái mạch nguồn hạ áp, thì ở đây chúng ta có là cái nguồn AC 220V đi vào nè, qua con tụ C1. Tụ C1 chính là con tụ gốm của mình thiết kế. R1
R1 này mắc song song với T1 thì nó có tác dụng là xả điện cho cái tụ C1. Giá trị R1 này có hàng kilo ohm ha. Thông thường người ta chứ vài chục kilo ohm hoặc là hơn 100 kilo ohm á. Tương tự có R2, đó là con điện chở gánh hoặc là điện chở tải của mạch ha. Trong những cái đèn led bulb như thế này á thì giá trị R1 và R2 của mình tiếp đến là bốn con diode này nó có tác dụng là chỉnh lưu dòng điện AC nè từ cái điện áp 220V đi vào á, qua con tụ C1 thì cái điểm này á nó sẽ là còn AC ha, cũng là xoay chiều thì nó qua cái cầu diode này nó chỉnh lưu thành DC với cái điện áp ngõ ra của nó được lọc qua tụ C2. Tụ C2 là tụ hóa ha. Cái điện áp tụ C2 mình cần lấy ra chính là điện áp tải. Thì mình giả sử mình cái điện áp của tải này á là của vĩ led này nè. Cái điện áp này khoảng 12V đó. Thì mình chọn cái giá trị tụ C2 là tầm khoảng lớn hơn 12V, khoảng 15V, 16V hoặc là 24V. Có nghĩa là trên cái giá trị của cái con tụ này á nó sẽ ghi điện áp làm việc của nó ha. Tại vì nếu mà mình ghi thấp quá là cái điện áp nó lớn hơn á nó sẽ làm đánh thủng cái con tụ này. Rồi chức năng cái R3 của nó đó là tác dụng xả điện cho cái tụ C2. Thì nó mắc song song với tụ C2 á. Nó sẽ xả khi mà mình ngắt điện ra thì nó sẽ xả qua. Trong những cái đèn led bulb như thế này thì cái giá trị của điện chở R3 và R1 á nó tương đương nhau ha. Các bạn nhìn trong mạch á, quan sát là R1 nè, R3 là vô cùng một loại điện chở nha, giá trị tương đương nhau ha. Việc thiết kế mạch á muốn để ổn định điện áp á thì người ta sử dụng con DZ, có nghĩa là diode zener để ghim áp. Chẳng hạn như DZ 12V nó ghim áp cho cái con điện chở tải nè là 12V ha. Thì một số mạch có, một số mạch không có, không cần cái con DZ này ha. Đây là một cái sơ đồ mạch cơ bản của cái mạch nguồn hạ áp trực tiếp từ nguồn 220V. Thì cái thiết kế trong cái quạt tích điện như này hoặc là những cái đèn vượt mũi á, thì nó cũng tương tự như vậy. Cái tải này á, có thể là ở bình ắc quy ha, nó sẽ lấy cái điện áp này nè, nó sẽ cho ắc quy khô trong mấy cái vật mũi á, hoặc những cái đèn led tích điện hoặc là những cái mạch hoặc là những cái cell pin 18650 trong những cái quạt tích điện như thế này nè. Nó lấy cái điện áp sau chỉnh lưu á, nó sẽ cấp nguồn để sạc cho cái cell pin 18650. Để mà tính toán các giá trị tụ gốm trong mạch khi mà thiết kế thì cái vấn đề yêu cầu thứ nhất là mình phải biết trước được cái điện áp và cái cường độ dòng điện của tải. Mình giả sử cái vĩ led nó như thế này thì các bạn biết được cái điện áp của nó cấp nguồn giả sử là 12V DC nha, và cái cường độ dòng điện của nó là 20mA hoặc 30mA, nói chung là dưới 100mA. Mình phải biết trước được cái điện áp và cái cường độ dòng điện của tải. Cái mặt tương đương của nó như ở đây mình có AC 220V ngõ vào thì nó sẽ qua cái con R1 mắc song song với C1.
Thì đây là cái phần thành phần hạ áp ha, mà cản trở dòng điện luôn. Thì hai con này á, nó sẽ tương đương với một cái con điện trở ARC. Mình vẽ ghi chú đây nè. Còn đây là phần sau á của nó. Nối với một cái con tải ha. Tải ở đây mình giả sử là cái vỉ led hoặc là cái motor quạt á, thì nó sẽ xuất hiện cái dòng điện IL. IL là điện cường dòng điện của tải. Ở đây RC nó sẽ tương đương với cái ZC. ZC của mình là gì? Có nghĩa là dung kháng. Các bạn học vật lý á, ở phổ thông á, thì nó sẽ tính bằng công thức 1 trên C omega. Omega của mình á, là 2 pf ha. Trong đó hằng số pi của mình á, là 3.14. Thì cái này á, mình học vật lý á, phổ thông người ta đã lưu ý rồi, người ta đã có công thức rồi. Cái này mình không cần phải chứng minh nha. Mình giả sử mình có cái một cái mặt như thế này, thì cái RC của mình đó được tính như thế nào? Thì cái điện áp của mình nè, mình chia cho cường độ dòng điện. Ở đây mình lấy cái chỉ số 220V hiệu dụng của nó nha. Thì trong cái mặt một chiều á, R sẽ bằng U chia I, có nghĩa là định lực ohm của mình. Mình thế theo cái ZL bằng RC á, bằng 1 chia C omega. Thì cái này là 2 pf omega, có giá trị bằng 2 pf ha. F của mình đó là tần số điện của mình là 50 Hz. Mình thế vô có nghĩa là 2 x 50 x 3.14. Pi là hằng số ha. Và mình nhân với giá trị tụ C1. Ở đây mình suy ra cái giá trị tụ C1 á, với công thức bắt chéo như thế này à, thì mình sẽ có IL nè. IL mình chéo lên đây, mình sẽ chia được 3.14 nhân với 100 ha, là 314. Và nhân với U này, U đầu vào ha, U đầu vào của mình là 220V. Giá trị IL của mình á, là cường độ dòng điện qua tải, được tính bằng giá trị ampere. Và cái điện áp của mình là tính bằng volt ha. Giá trị C của mình cuối cùng được tính bằng farad. Thì đây là các giá trị tiêu chuẩn của nó, đơn vị tiêu chuẩn. Mình ví dụ ở đây á, các bạn thiết kế cho mình một cái mạch nguồn hạ áp dùng tụ gốm, như dùng cho cái vỉ led này nè, với cái cường độ dòng điện 20 mA. Ở đây á, là cái con mấy con chip led này nè, nó mắc nối tiếp với nhau ha, và cường độ dòng điện của nó led qua là tất cả các led này á, nó bằng nhau trong tầng mạch và bằng 20 mA. Thì trong mạch nó có một cái con tụ gốm mà mình phải tính toán để mà mình có giá trị hạ áp đồng thời với cản dòng điện luôn. Ở đây theo công thức vừa rồi mình tính á, C1 có nghĩa là cái giá trị của tụ á sẽ bằng điện trở cường độ dòng điện của tải chia cho 3.4 và nhân với cái điện áp đầu vào 220V. Với cái cường độ dòng điện cần thiết của tải là 20 mA, mình sẽ đổi ra là 20 × 10⁻³ A. Tại vì 1 A của nó sẽ bằng 1000 mA, nên mình có mũi 10⁻³ đây. Ở đây mình thế vào công thức thôi, thì các bạn tính ra được cái giá trị của nó là 289 × 10⁻⁹, đơn vị của mình là farad. Thì một farad của mình đó, nó sẽ bằng 10⁶ microfarad và bằng 10⁹ nanofarad, bằng 10⁻½ pico.
ở đây mình quy đổi được cái giá trị là 289 nanofarad. À, 1 farad sẽ bằng 10 mũ 9 ha. Nanofarad. Thì trên thực tế cái giá trị này tương đương với khoảng là xấp xỉ, mình tính xấp xỉ thôi, sẽ bằng 300 nhân 10 mũ 3 picofarad. Tại vì 1 nanofarad nó sẽ bằng 10 mũ 3 farad ha. Ở đây mình quy đổi được lần 30 nè nhân 10 mũ 4. Có nghĩa là cái giá trị của nó là 304 G. Ở đây là 30 nhân 10 mũ 4 picofarad. Thì trên một số tụ á nó sẽ ghi mình giả sử ở đây nó ghi là 105 G. Đây, 105 G 400V. Thì trên cái tụ này á nó có giá trị như thế nào? Có nghĩa là đây hai số đầu là chỉ số ha. Số thứ ba là số nhân, số mũ. Có nghĩa là 10 nè, 10 mũ 5 picofarad, đơn vị của mình là pico nha. Một nhân 10 mũ 6 picofarad. Nếu mình quy đổi ra giá trị thực tế của nó là khoảng 1 microfarad. Tại 1 microfarad sẽ bằng 10 mũ 6 picofarad. Ở đây mình tính cái giá trị thực tế của nó và mình lựa chọn được cái tổ thực tế của mình là 334 G, à 304 G, thì tương đương với cái gần với giá trị mình tính toán như thế này nè. Và cái điện áp làm việc của nó là 400V nha, các bạn lưu ý cho mình. Tại vì cái điện áp này á chắc chắn phải lớn hơn 200V, 220V ngõ vào rồi. Nếu mà thấp hơn á thì nó sẽ đánh thủng này, nó sẽ nổ tụ ha. Các bạn lưu ý cái điện áp làm việc của nó. Cái điện áp làm việc cái tụ không phân cực á với cái tụ phân cực thì nó cũng đều ghi cái giá trị điện áp làm việc của nó. Các bạn lưu ý cho mình. Nếu mà thấp hơn á, một là phù tụ, hai là nổ tụ. Đối với tụ gốm và tụ hóa là tương đương nhau ha. Quan trọng cái điện áp làm việc của nó. Việc dò mạch và kiểm tra một cái mạch nguồn hạ áp thực tế cũng khá đơn giản. Đây, trên tay mình là một cái mạch nguồn hạ áp. Ở đây là cái điện áp 220V đi vào nè. Nó sẽ đi qua tụ gốm đây nè. Nè, một chân của nó có nguồn C220V đó. Nó qua tụ gốm. Tụ gốm của mình có giá trị là 305 G. Thì theo cái sơ đồ mạch đó, một chân nó sẽ qua tụ gốm và nó nối song song với con R1. R1 này có giá trị khá lớn, dùng để xả điện cho tụ C1. Và nó nối với 4 con diode chỉnh lưu để cho cái điện áp DC ha. Ở đây B cộng B trừ. Thì đây tương tự, mình sẽ dò đi qua con đây nè, là cái con tụ gốm. Tụi mình có thể được đây, mình chuyển cái thang đo và chuông đi. Nó xác định được cái con điện trở xả áp trong tụ. Ở đây nè, mình thấy bên hông của nó có con điện trở nha. Đó, mình tích vô đây. Điện trở của mình là điện trở phông màu có hai chân. Là một chân nó nối với cái con tụ gốm nè. Rồi, cái chân còn lại á mình dò coi nó có nối với con tụ gốm hay không. Đây là chân tụ gốm ha. Đó,
Như vậy á, là cái con điện trở bên đây cái giá trị khá lớn ha, nó sẽ xả điện cho cái con tủ gốm này khi mình ngắt điện ra. Mình sẽ nói thêm cái một vấn đề khá quan trọng khi mà các bạn làm mạch. Đó là cái cách tăng giảm cường độ dòng điện qua tải ha. Như trên chúng ta đã có cái giá trị tụ C sẽ bằng y tải mà chia cho 3,14 nhân với 220V thì đơn vị của nó là farad ha. Từ công thức này chúng ta thấy là cái giá trị tụ điện C nó sẽ tỷ lệ thuận với cường độ dòng điện quá tải. Khi mà C tăng á thì y tăng, hoặc là khi C giảm thì y sẽ giảm ha. Vì vậy á, trên thực tế mình có một số cái cách ghép tụ. Như ở đây mình có cách ghép tụ nối tiếp C1 nối tiếp với C2 á. Mục đích của mình là làm giảm giá trị của tụ C. Mà khi tụ C giảm á, thì cường độ dòng điện sẽ giảm, y giảm nha. Mình tính được cái giá trị tụ C tương đương của mình đó sẽ bằng tích chia tổng, có nghĩa là giá trị C1 này nhân C2 chia C1 cộng C2. Với cách ghép tụ song song á, C1 ghép song song với tụ C2. Mục đích của mình là làm tăng giá trị của điện dung của tụ C lên. Thì lúc này á, C tăng thì cường độ dòng điện sẽ tăng ha. Cái giá trị tụ C tương đương của mình á sẽ bằng tổng C1 cộng C2. Như vậy một cái sẽ làm giảm giá trị tụ khi mà mình ghép nối tiếp, hoặc làm tăng giá trị tụ C khi mình không. Từ đó sẽ làm thay đổi được cái cường độ dòng điện ha. Như ở đây mình có một cái quạt xài điện áp 12V DC. Cái dòng nó thấp ha. Ở đây nè, nó dùng một cái mạch nguồn hạ áp trực tiếp dùng tụ. Cái tụ ở đây trên đây có giá trị là 305G. Thì mình sẽ test cho các bạn thấy trước khi và sau khi mình mắc thêm tụ ha. Ở đây mình cấp nguồn cho nó. Rồi, mình sẽ cấm điện. Nè, nó quay yếu ha. Đó, bạn nhìn thấy đèn led nó sáng nha. Đó, nó quay, các bạn nhìn thấy nó giật giật và nó không có quay. Ở đây á, mình sẽ ghép thêm một cái con tụ nữa, ghép song song với cái con tụ đầu tiên nhằm làm tăng cái cường độ dòng điện ha. Khi C tăng á, thì Y sẽ tăng, Y và C tỷ lệ thuận với nhau. Đó, nếu mà các bạn muốn cho cái tải của mình á, cái dòng nó tăng lên hoặc là nó quay mạnh hơn á, thì mình cứ ghép song song thêm một con tụ nữa ha. Cái giá trị á, thì tùy bạn chọn, có thể là giá trị bằng cái giá trị tụ lúc đầu, hoặc là mình có thể cân chỉnh lại sao cho nó phù hợp cái tốc độ quay của quạt á. Như vậy ở đây mình đã ghép song song hai con tụ. Và mình tiến hành mình cắm điện vô ha. Mình test. Đó. Cái quạt á nó quay êm hơn lúc đầu. Và nó không bị cận.
mình thấy gió nó mát hơn so với lúc đầu, tại vì cái cường độ nhiệt điện nó qua mạch đó, nó đã tăng hơn rồi. Chính xác là cái cường độ điện qua cái motor này nè, nó tăng hơn lúc đầu ha, khi mình chưa ghép tụ sắp xong. Các bạn có thể nghiên cứu ở nhà và có thể tự chế tạo những cái mạch nguồn áp như thế này. Và là trong video này đã hướng dẫn các bạn cái cách tính toán thiết kế một cái mạch nguồn hạ áp cơ bản nhằm sử dụng trực tiếp từ nguồn 220V ha. Mình sử dụng những cái con tụ gốm như thế này. Video này đến đây kết thúc nha các bạn. Các bạn có ý kiến thắc mắc gì các bạn cứ để lại comment dưới video, mình support hỗ trợ cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình. Chào các bạn.